Hải Hậu Fishing xin kính chào tới toàn thể anh chị em đam mê bộ môn câu cá. Thì ngày hôm nay đây em đem một video nô 10 cây cần, có cần sút nỡ này, cần Akada và cần câu bè. Anh em có thể mua hàng để lại, anh em có thể để lại số điện thoại kèm mã số, em có thể để em có thể lại liên hệ lại với anh em, hoặc anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0974170791. Đến với cây đầu tiên là một cây cần sút nỡ của hãng Shimano. Shimano Holiday Spin cứng 15 dài 2m40. Con này của Korea xuất Nhật này. Bát Fuji. Khoen Fuji. Cần còn khá là mới anh em nhé. Con xoắn này mới tầm khoảng từ 90% đục lên. Chưa có một vết xước gì cả. Thì chiều dài thu gọn của cần sẽ là 90cm. Đường kính gốc là phi 20, đường kính đọt là 2 ni. Quen, còn sáng bóng này. Đến với cây đầu tiên, mã số 1, giá là 700k. Anh em lưu ý nhá. Mỗi một sản phẩm là sẽ có tiền ship tương ứng với lại 30 năm hoặc 40k tiền ship. Cây thứ nhất 700k. Tiếp theo đến với cây số 2. Cây này là cây của hãng Suzumi Ten Cutter này. Con này cứng khoảng 15, cứng 20, dài 3m3. Bát Fuji này. Khoen Fuji. Đầu Ano khá là to anh em nhé. Full Fuji. Tổng thể cây cần như này. Có xước sát. Có xuất sát như thế này. Chiều dài thu gọn của cần là 90cm. Nặng 200g. Đường kính gốc là phi 22. Đường kính đọt là 2 ni. Fuji. Đây, tổng thể cây cần như này. Đến cây số 2, mã số 2, giá là 550.000. Tiếp theo một cây sút nữa của hãng Nissin. Nissin là chuẩn nội địa Nhật rồi. Chỉ có Nhật nó mới có. Cứng 15, dài 2m7. Là 2m70, bát Fuji này. Cái keo này là lâu ngày nó bị ố ố. Khoen Fuji. Carbon xoắn này. Chiều dài thu gọn là 1m. Đường kính gốc là phi 20. Đường kính đọt cũng là 2 ni luôn. Nặng 150g. Mã số 3 là 600.000, 600k. Tiếp theo là một cây Akada. Akada khúc anh em nhé. Akada rắp khúc. Akada của hãng Suzumi 2 Carbon. Đây nó ghi thông số này, thông số độ cứng nó cứng 1 dài 2m10, 2m1. Anh em để câu cảm giác, câu tín hiệu ấy. Đây. Carbon xoắn anh em nhé. Đây carbon xoắn này. Bát là bát Fuji, khoen là Fuji xám luôn. Bát đây. Bát Fuji FS6. Con này nó rơi vào tầm khoảng còn 80 đến 85%. Nặng là 100g.
Đường kính gốc là phi 22. Cái này thì có mã số 4 là giá là 700.000. 700k. Đến với cây số 5. Cây số 5 một cây Akada của hãng Daiwa luôn. Akada của Daiwa. Daiwa HS. Dài 1m8. Bát Fuji Stanet này. Bát đời cao rồi. Bát Fuji Stanet. Quen Fuji. Này còn khá là đẹp. Đây là cái ngọn nó làm giả trúc anh em nhé. Để anh em câu cảm giác, câu tín hiệu. Ngọn nó như thế này. Nặng là 90g. Đường kính gốc là phi 21. Mã số 5 có giá là 800k. Đến với mã số 6 là một, cũng là một cây Akada nữa. Cây này của hãng Quencora của Korea xuất Nhật, Make in Korea, Korea xuất Nhật. Con này giả trúc anh em nhé. Bát Fuji FS6, nó có cái đệm ở giữa này. Dài 1m65. Quen Fuji. Đây là cái ngọn nó như thế này. Cần còn khá là đẹp. Rơi vào khoảng từ 85 đến 90%. Cây này nặng là cũng là 90g anh em nhé. Khá là nhẹ. Đường kính gốc là phi 20. Nặng 90g. Cái này có mã số 6 có giá là 750k. Akada. Tiếp theo đến với cây số 7 là một cây câu bè cần he chi của hãng Ryobi. TV dài 1m65 này. Độ cứng tầm khoảng 10 đến 15. Câu bè Ryobi. Này bát khá xịn anh em nhé. Bát Fuji Stanet. Đây đường cái ngọn nó này, quen Fuji này. Ano Fuji 6 nhé. Tên xỉ Ano Fuji 6. Quen Fuji. Con này cũng là Fuji 6 luôn. Tên xỉ. Cái thun tổng thể cái cần. Cái này có độ nặng là 120g. Đường kính gốc là phi 20. Đường kính đọt là 1.6 ni. Anh em lưu ý nhá, hầu như hết những cái cần he chi ý, là nó làm đọt tháp trên này để tăng độ nảy nhạy của cần. Đây tháp. Thu gọn nó sẽ vào là 80 cm.
Cái này mã số 7 là 600k. Tiếp theo đến với một cây hai chi nữa, hai chi quả nội địa Nhật, san qua hãng san qua Sunan Hunter Twin Pot, cứng 10 dài 1m8 này. Con này thì nó có hai đạo, hai đọt anh em nhá. Cái đọt thứ nhất của nó ấy thì bị hụt mất mấy cm. Còn đọt thứ hai còn nguyên zin luôn. Đây hai đọt thông số của nó đây. Một đọt là 10 và 15. Một đọt là 15 đến 20, đấy là độ cứng của nó. Bát Fuji, khoen Fuji, khoen Fuji đá xám này. Nặng là 110g. Thu gọn là 95cm. Được cái gốc là phi 19, 19 ni. Đường kính đọt 1 ni. Đây, tổng thể của nó. Cái này có mã số 8, 650k cộng ship. 600k cộng ship anh em nhé, xin lỗi anh em, 600k cộng ship. Tiếp theo đến một cây cần nội địa nữa. Cây này cây của Kissy, nội địa Nhật. Những cái này họ quấn bát anh em nhé, quấn bằng cái chỉ như kiểu bằng mây ấy. Này mây sao này, carbon xoắn. Bát Fuji, khoen Fuji. Cái này carbon xoắn khá là ác luôn. Này như là thợ nghệ nhân họ làm. Chùy gỗ này. Nặng 120g. Thu gọn là 1m. Con này cứng tầm 5 đến 10 thôi. Con này xả rẻ luôn cho anh em, giá 400k cộng ship, mã số 9 mà. Mã số 9 là 400k cộng ship. Đến cây cuối cùng, cây này thì là một cây Heiichi, gọi là Heiichi cao cấp của hãng Shimano. Heiichi cao cấp. Này, H, độ cứng H, giá 21, mã code. Bát Fuji đời mới. Dòng đời cao anh em nhé. Dòng đời cao nó có bát như thế này. Heiichi cao cấp. Dài 2m1 này. Khoen Fuji đá xám, Ano Fuji 6. Ano Fuji 6 anh em nhé. Cần có nguyên bản mới đẹp. Con này thì mới đẹp còn trên 90%. Ít nhất là 90% đổ nên. Nặng là 150g. Chiều dài thu gọn nó là 1m1. Đường kính gốc là phi 19. Đường kính đọt 1 ni. 1 ni 2. Chất liệu carbon nhé, màu mận chín khá là đẹp. Cái số 10, cái cuối cùng có giá là 1.500k, 1.500.000. Đến đây là hết video. Anh em có mua hàng có thể để lại số điện thoại kèm mã số để em có thể liên hệ lại với anh em, hoặc anh em có thể liên lạc trực tiếp tới số điện thoại 0974170791. Xin kính chào anh em.